Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Để tỏ tình với Crush, anh thanh niên hôm nay quyết định xắn tay áo, xách gấu quần đi phục hồi con dao này với lời nhắn nhủ tình yêu cũng như con dao hai lưỡi, càng nắm chặt lại càng đau. Nhìn bề ngoài có thể thấy con dao đã bị bao phủ bởi lớp han gì, lưỡi dao thì lỏng lẻo, quả này anh báo thủ cũng mất kha khá công sức đây. Đời là bể dâu, tình là bể khổ, cứ ngỡ quay đầu là bờ, ai ngờ lại đầy giông bão. Nhưng biết sao bây giờ, đã hứa tối nay tặng cho Crush rồi. Đầu tiên, anh cần tách phần lưỡi dao ra khỏi cán dao bằng cách sử dụng máy mài và cây búa nhỏ này. Chỉ một vài thao tác đơn giản, chiếc dao đã được chia làm hai phần. Phần lưỡi dao này còn đặc biệt tốt, chỉ là bị bao phủ bởi lớp rỉ sét khá dày nên anh sử dụng máy phun cát áp suất cao để đánh bay chúng đi. Máy đi đến đâu lớp rỉ sét bay sạch tới đó, trông thích mắt thực sự. Giá mà có cái máy này để dọn nhà thì mèo ú đã nhàn hơn bao nhiêu. Bây giờ phần lưỡi dao đã có diện mạo mới trắng sáng như ngọc trinh, ai không biết lại tưởng đây là con dao mèo mới mua ngoài chợ về ấy chứ. Việc tiếp theo cần làm là gia công lại trục dao và xử lý phần bị thủng trên lưỡi dao. Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Công việc phục hồi con dao này trông thì đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính toán rất cao. Để làm lại phần trục dao, anh thanh niên cho một thanh sắt vào máy mài cho tới khi đường kính chỉ còn 6 dặm/mm. Sau đó nung thanh sắt bằng lò nung nhiệt độ cao và cán mỏng ra. Mèo không biết mục đích là gì nhưng trông anh chàng làm khá tỉ mẩn và tâm huyết. Chắc hẳn tình cảm anh dành cho Crush cũng rất lớn lao. Anh sử dụng phần cốt thép vừa làm được để thay thế cho phần trục dao đã bị mòn và yếu trước đó và nối chúng lại bằng một mối hàn rất chắc chắn. Rồi anh sử dụng máy mài để mài phẳng mối hàn đi. Bây giờ trông phần lưỡi và trục dao đã rất ăn khớp với nhau, như chưa hề có sự can thiệp nào. Phải khen là anh chàng này khá khéo tay, chứ vào tay mèo có khi con dao này đã bị đem đi bán sắt vụn rồi. Phần bị nứt trên lưỡi dao này trông khá khó nhằn, cần phải sử dụng mối nối rất dày thì mới lấp đầy được. Sau đó anh báo thủ lại sử dụng máy mài để mài nhẵn lại, rồi dùng giấy nhám để chà bớt đi nhưng trông vẫn khá lởm chởm. Mấy vết lỗi lõm này có vẻ lì lợm và cố chấp như tình yêu mà mèo dành cho các bạn vậy. Nhưng ông trời không phụ lòng người, tích cực quay tay vận may sẽ đến. Sau quá trình mài mòn cả vân tay, phần lưỡi dao bây giờ đã được sửa chữa trông như mới. Tiếp đến, chúng ta cần làm cứng lưỡi dao để sử dụng được lâu hơn. Chỉ thấy anh chàng nung nóng lưỡi dao, sau đó nhúng nó vào hỗn hợp dầu lanh đã được đun nóng ở nhiệt độ 80 độ C. Vậy là đã hoàn thành việc phục hồi phần lưỡi dao. Bây giờ chuyển sang phần tay cầm. Anh sử dụng máy phun áp suất cao để loại bỏ đi phần han rỉ bên ngoài. Dần dần, màu vàng đồng óng ả đẹp mắt đã hiện ra. Phía bên phải tay cầm lại bị sứt một miếng nhỏ. Nếu nhìn gần thì ảnh hưởng tới thẩm mỹ của cả con dao nên anh quyết định dùng chất hàn để sửa chữa. Đầu tiên cần mài sạch phần rỉ sét bên trong lỗ để chất hàn được kết dính hơn. Sau đó nung nóng phần tay cầm và bổ sung chất hàn vào đó và mài nhẵn. Thế là đã đến những công đoạn cuối cùng. Để con dao trở về trạng thái ban đầu nhất có thể, chúng ta cần mài sắc hai bên lưỡi dao. Và cuối cùng là thực hiện ghép lưỡi dao và tay cầm lại với nhau. Vậy là đã hoàn thành món quà để tặng cho Crush tối nay rồi. Anh chàng có vẻ đang rất enjoy cái moment này. Không biết cô gái nào lại may mắn nhận được món quà tuyệt vời như này. Có anh nào cũng tặng quà em được không? Em chưa có người yêu, em còn đang sợ ấy đây này. Nói thật với các bạn chứ đang buồn đang chán, ai tán yêu luôn nhé. Còn bạn thì sao? Nếu nhận được món quà như này bạn sẽ cảm thấy thế nào? Cùng comment cho mèo biết với nha. Tiền thì anh không thiếu, nhưng chủ yếu là anh không có nên đến ngày hôm sau. Anh thanh niên quyết định ra bãi rác gần nhà kiếm xem có gì về tặng Crush tiếp để còn vun đắp tình cảm. Quanh đi quẩn lại thấy có đôi giày này còn dùng được nhưng mà lại là giày nam mới cay chứ. Crush bảo tình yêu với em là xa xỉ, em chỉ cần tiền tỷ và đô la. Mang tặng mấy đồ này có khi bị chửi cho thấy ông bà ông vải luôn quá. Mà thôi nghĩ đến phận mình hẩm hiu, tiền không có mà muốn yêu gái xinh nên phải cố gắng. May quá lại nhặt được cái đồng hồ này trông có vẻ đắt tiền, nhặt về đeo tạm lấy le với gái cũng được quá nhỉ. Thế là anh chàng vui vẻ trở về nhà với chiến lợi phẩm của mình. Nhưng mà để sử dụng được thì cần phải cải tạo lại cái đã. Phần mặt kính thì bị vỡ hết nên giờ anh phải nhặt ra để kiểm tra xem bên trong còn sử dụng được không. May mắn là phần bên trong còn khá tốt, chưa bị sứt mẻ gì nhiều. Còn phần dây đeo thì chắc là phải bỏ thôi, chứ không cố quá lại thành quá cố. Giờ thì phải cho em nó đi tắm rửa thật sạch sẽ cái đã. Chỉ thấy anh chàng rắc thêm một chút bột baking soda mà bụi bẩn cứng đầu đã được quét đi dễ dàng. Sau vài thao tác đơn giản, một màu bạc sáng loáng đã dần lộ ra. Thì ra đây là chiếc đồng hồ hàng hiệu, giá trên thị trường cũng phải trên 100 triệu chứ chẳng đùa. Fan này hời to rồi ông giáo ơi. Anh thanh niên phải kìm hãm sự sung sướng này lại vì bây giờ anh phải kiểm tra máy móc bên trong đã. Nếu còn hoạt động tốt thì quả này anh đổi đời rồi. Nhìn bằng mắt thường thì phụ tùng bên trong vẫn rất sạch sẽ. Vì là đồ đắt tiền nên anh cũng thao tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng tách kim giờ và kim phút ra, sau đó là đến các kim dây. Phải công nhận anh chàng này kiên trì và khéo léo thật sự, chứ đưa cho mèo thì chắc hàng hiệu như này cũng thành đồng nát thôi. Bây giờ anh cần phải lau sạch sẽ các bộ phận bên trong của đồng hồ. Đúng là có công mài sắt, có ngày có đồng hồ xịn đeo. Đối với phần vỏ ngoài, anh sử dụng máy mài để mài hết đi những vết rỉ sét. Ngoài ra, anh còn sử dụng thêm dầu đánh bóng để đánh cho sáng loáng thì thôi. Cũng phải công nhận anh chàng này khá chuyên nghiệp đấy chứ. Chắc mấy việc này anh cũng hay làm rồi. Người ta gọi đây là chăm hay không bằng tay quen mà. Không biết anh kiếm ở đâu ra hai cái mặt đồng hồ còn mới tinh. Chắc anh đã đợi ngày này từ rất lâu rồi nên mới chuẩn bị kỹ như vậy. Thần kỳ là nó lại vừa khít với khung đồng hồ.
Sau khi đã lau chùi sạch sẽ mọi thứ, anh bắt đầu công đoạn lắp ghép lại đồng hồ, từng cây kim đều phải về đúng vị trí của nó. Trông mặt đồng hồ bây giờ đã mơ như ý. Ngoài mặt đồng hồ, anh còn chuẩn bị thêm dây đeo và pin nữa. Đây chính là thời khắc quyết định, liệu sau khi lắp pin vào đồng hồ có chạy tiếp không? Mèo thực sự cũng rất hồi hộp mà tim nó đập bùm bụp luôn á. Sau một hồi mày mò thì u là trời, may mắn đã mỉm cười với anh chàng của chúng ta. Chiếc đồng hồ chạy ngon ơ như chưa hề có cuộc chia ly. Giờ chỉ cần lắp đồng hồ lại với vỏ nữa là xong, cuộc đời anh từ nay bước sang một trang mới. Ngày xưa em chê anh nghèo, giờ anh đeo đồng hồ hàng hiệu em đã thấy tiếc chưa? Giờ năn nỉ yêu thì anh còn xem xét. Xem xong video này chắc mèo cũng phải chạy ra bãi rác gần nhà xem có may mắn nhặt được cái đồng hồ nào không. Nếu các bạn cũng nghĩ thế thì còn chần chờ gì nữa, đứng dậy ngay đi thôi. Còn bây giờ mèo phải đi luôn đây, tạm biệt mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.